quá ngon rồi các bạn ơi. Ăn không, bánh ăn ngon nè. Ngon lắm. Mình nên chắc có thể ăn hai cái à. Ngon lắm. Ăn đi tao, bột ăn đi. Tao tao về hẹn. Bẻ miếng đút ra đi. À, đút cho. Ăn bự ra. Ngon. Này có bia nữa, hết sảy con bà bảy. À, chắc bảo bán nhậu được quá. Giòn dữ lắm. Chào cả nhà nha. Sáng hôm nay mình với nhỏ em mình đang làm bánh xôi vị nha cả nhà. Mời cả nhà cùng mình vô làm bánh xôi vị với hai chị em mình. Xôi vị này là xôi vị chiên nha cả nhà. Thử thách. Em mình nó đi xay lá dứa, mình sẽ bắt cái nồi nếp lên nha. Lá dứa của mình đã dắt lấy nước rồi, mình sẽ để chung với nước cốt dừa, mình nấu cho nó sánh lại cả nhà. Nước cốt dừa với lá dứa bốc lên rất là thơm luôn á, cái màu cũng rất là đẹp luôn. Đây là mè, em sẽ rang cho nó vàng. Còn em mua đậu xanh loại không có vỏ, em nấu lên cho nó nở đậu xanh ra để em làm nhân. Nước cốt dừa lá dứa của em nó sánh lại rồi đó. Em nếp của em nó đã chín luôn. Em sẽ để nếp vào nước cốt dừa. Em lấy dầm dầm ra nè, cho nó dễ thấm vô cái hạt nếp vô nước dừa. Ôi, cái mùi nước cốt dừa với lá dứa với nếp nó thơm quá à. Em sẽ xào lên cho nó thấm đều luôn vô trong mấy hạt nếp cho nó có độ béo. Nếu em mình nó đang xào bán này ha, mà ra nghệ ăn đó là em mình nó có cơ bắp liền. chuột bự luôn. Chừng nào cho nó ngáo hộp xoài ha. Giờ mình đang ép xoài lại nha cả nhà. Giờ cái nó thành viên này. Nào mình làm đang ép ra nha cả nhà. Ép xôi em. Cứ mè hồi nãy mình đã rang cho vàng lên rồi. Cho nó gời ra thôi, nó dính. Làm này rất kỳ công, cực lắm á, đổ nhiều công sức lắm nha cả nhà. Làm nguyên buổi sáng mà được có nhiều đó. Cái này mà bán số lượng nhiều nghĩa là phải hết một ngày hoặc là mướn thêm người.
mè. Này làm được nè, chuyên nghiệp rồi. Cái bánh tròn lụi à. Thơm quá ha. Có mùi lá dứa, nước cốt dừa với mè rất là thơm. Này một hồi chiên lên nữa thơm nữa. Mình nóng rồi mình để bánh vô mình chiên nha cả nhà. Cái bánh thử nghiệm của mình nè. Quá trời vàng, hơn cả vàng nữa. Không, chứ đừng mình để trắng quá là nó bị dai đó. Cái này thì hơi vàng thiệt. Ừ, vàng mung đó. Được, có người thử nữa kìa. Chia ra cho mấy đứa đi. Mấy miếng miếng bánh mung này nè là mấy đứa nó review thử ăn ngon không con? Cho. Được không? Ok không? Dạ, ngon. Hơi bị mung chút xíu nhưng mà vẫn ngon nha. Dạ. Mà mốt có ra nghề nhớ ủng hộ nha. Dạ. Thiên nhớ ủng hộ nghe Thiên. Dạ. À. Ăn ngon nha. Rồi giới thiệu kêu mẹ mua cho con ăn nữa. Đâu ăn thử miếng này, xé miếng này rồi quay. Con bẻ ăn khúc miếng à. Miếng nhỏ thôi. Con để con ăn đi. Rất là ngon cả nhà. Giòn quá giòn. Thơm. Bánh này đặc đám nữa đó ha. Ừ. Mốt nóng làm đám luôn. Ai có đặt đám mình lại mình làm luôn. Kéo kéo bánh này cho nó tròn ha. Cho nó hẳn cái bánh đó. À. Vàng mình chở mình chiên mặt kia nữa ha. Đúng rồi. Nè nó như chị chiên trắng gì nè, ăn nó dai nhách à. Phải vàng mới được, vàng nó mới giòn. Bánh này mình cần sự độ giòn. Chiên mà hơi dạng dừa tới đó, nó cũng dai nữa ha. Dai. Em đang cầm hai dĩa bánh đi review. Mời cả nhà ăn bánh. Cái tay sao trời ơi ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Em chuẩn bị ra nghề bán đó chị. Rồi rồi, ủng hộ luôn. Chị review cho em đi thử hả chị? Ngon không? Nãy giờ mời không ai ủng hộ chứ. Tại giờ chứ không phải không ủng hộ. Vậy em để chút ủng hộ em nha. Tại giờ. Nãy giờ em đi bán bánh. Nè, chị ăn bánh em chuẩn bị ra nghề bán. Ăn thử review em ơi, được không? Nữa em bán ai. Tao làm câu cá trời ơi. Chị có bánh đậu đó nè chị, cái đó quá giòn rồi. Chị ăn thử miếng bánh đậu xanh đi. Màu xanh là cái nào trời? Phía dưới đó chị, phía dưới á. Cầm hai tay. Tay này dơ. Dính cá chưa? Ghê chưa chỗ ngồi câu lý tưởng nè chị chợ quá ngon rồi các bạn ơi. Ăn không bánh ăn ngon nè. Ngon lắm. Mình nên chắc có thể ăn hai cái à. Ngon lắm. Ăn đi tao bột ăn đi tao tao về hàng bẻ miếng đút phải đi. À, đút cho ăn bự ra. Ngon.
Này có bia nữa rồi, hết sảy con bà Bảy. Chắc lão bán nhậu được quá. Giòn dữ lắm. À, còn đang nóng không vậy? Có đủ giòn. Đủ câu cá lý tưởng quá. Ngồi đây mát ha. Với cặp mấy xong rồi cả nhà. Câu ơi, dẹp con gẹp cái cân điện thoại đây câu nào. Câu mới chút xíu là dính được nhiêu đó chồng. Ta dính không à? À. Cái này muối chiên ha. Muối chiên giòn á. À, để em đi chỗ khác em bán bánh mới được. Cả nhà nhìn anh đó, anh leo cây, anh bẻ lá gòn để làm thức ăn cho cá đó cả nhà. Cao ghê luôn á. Bánh đi, bánh vừa vừa nóng vừa hỏi. Ngon không vậy? Ngon. À bánh đậu xanh ngon không ba? Có đậu xanh ngon ha. Bánh đó bánh già đó bà. Xin ăn không kìa con. Ăn bánh. Ăn bánh đi con. Bánh ngon lắm á. Muốn ăn không? Rồi đây nè. Lấy. Nè, bánh ngon nè, giòn nè. Cho nó là thơm ngon giòn béo nè. Nè. Nè mặn rồi. Tao kêu mày nhé. Đó giúp đi. Nè, nhai gầm gầm một múc nghe coi. U. Đang làm thử mơi mà ăn ngon là mơ làm và đi bán liền. Cái này video của em đến đây xin kết thúc. Xin chào tạm biệt cả nhà.